Liên quan vụ bữa ăn bán trú của học sinh ở Lào Cai bị cắt xén, hôm nay Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, về tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền hơn 765 triệu đồng, tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 năm 2016 của Chính phủ. Cơ quan công an xác định, trong tổng số tiền nêu trên, ông Hà đã chia sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Trước đó, vào cuối năm 2023, báo chí phản ánh các bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 không đảm bảo định lượng theo định suất quy định thực phẩm kém chất lượng Kết quả thanh tra của cơ quan chức năng huyện Bắc Hà xác định thông tin bữa ăn bán trú của học sinh có dấu hiệu bị cắt xén là có cơ sở. Sau phản ánh trên, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng nhà trường đã có đơn xin tự chức. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.